Ok, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Hoàng Đỗ Thành Đạt ha. Thì hôm nay mình quay lại để mà giới thiệu cho anh em một con xe đào dung tích gầu 025 đó, và bơm bê tông, động cơ 4 máy và tay lái thủy lực nha anh em. Con này nha, 025 thì thường tất nhiên là bề ngang nó sẽ là 2m, và đặc biệt con này cần cứng và cần dài 6m nha anh em. Từ chân cần cho đến gầu là dài 6m. Đó, khá là ok ha. Thì cái con này á, hiện tại nó là IHI và nó cũng có những con giống như vậy, và nó được dán lên là Sumitomo. Thì IHI và Sumi nó là hai hãng khác nhau, nhưng mà những cái dòng xe nhỏ này nha anh em, nó có gọi như là liên kết với nhau á, là hai thằng này y chang nhau hết, chỉ khác mỗi cái tên gọi là IHI và Sumitomo thôi. À, rồi thì bây giờ thì mình sẽ lên thử xe để cho anh em biết được là cái xe như thế nào, và anh em xem xung quanh xe luôn ha, xem xe hoạt động như thế nào, bơm máy như thế nào, và anh em nhận xét ha. Và sau khi mình thử xe thì sẽ review chi tiết cho anh em và báo giá cho anh em ở đằng sau nha. Anh em nào hiện đang quan tâm đến những dòng 025 thì theo dõi tiếp tục ha. Rồi, tiếp theo sẽ là phần hoạt động, các động tác của nó anh em. Lợi thế của thằng này thì cần cứng hay dài ha. Cần thử bơm cũng như là mình đẩy chân chạy để mình thử cái đùi luôn, thử quay to. Rim của thằng này về là nó là cái gầu bằng ha, gầu không cát ha. Thì nếu mà anh em có nhu cầu mua mà muốn đổi gầu thì sẽ đổi lại cho nó là cái gầu đất này. Rim về thì nó là gầu không cát. Chạy của nó là, sẽ là hai chế độ anh em, chế độ chạy rùa và chế độ thỏ. Đây chế độ chạy nhanh đây, thỏ. Đẹp lắm nha anh em. Thì lát anh em xem thử máy xong, nếu mà anh em quan tâm thì anh em đón tiếp xem phần sau, mình sẽ quay máy bơm của em đó. Tiếp theo mình vô tả cho em nó đào đất để anh em xem cái công suất làm việc của em nó ha.
đầy gầu anh em. Gầu này chiều ngang nó cũng phải hơn á, hơn 6 tấc á. Để lát mình đo kỹ lại. Gầu hốt nên nó hốt đã lắm. Cái đống đất mà gà này là gà thứ ba nè, mới ba gà là thấy 1/3 đống đất rồi ha. Khỏe hả anh em? Anh em nhìn ở đằng sau thấy nó không có khói gì hết. Đây, chạy đồ cho em nó luôn. Đây, cô nằm ngay đây ha. Test quay to cho anh em luôn nè. Tiếp đi, gạt tiếp đi, gạt tiếp đi, gạt tắt tiếp đi. Gạt nó tiếp. Ờ, để nghe tiếng máy. Nói là nghe tiếng máy chắc không? Chắc luôn không? Xe nãy giờ cũng được cỡ gần 10 phút rồi ha anh em. Rồi giờ mình xem lại phần động cơ của nó. Rồi mình xem chi tiết của xe nha.
xe không anh em? Chưa tắt máy luôn nha. Con này bây giờ mình sẵn ở đây mình giới thiệu sơ cái cabin luôn ha, là xuống mình xem luôn. Đây cái đồng hồ báo của nó ha, đơn giản ha, dầu, nước. Đó. Nước nè anh em. Mát rười rượi luôn ha. Đó, rồi ga lam rồi tất cả thứ xung quanh nó cũng bình thường anh em. Con này thì cabin nó vừa đủ ngồi chứ không phải là rộng thoải mái nha. Vừa đủ thôi nha. Đó, một người làm hoặc là để thêm một vài thứ linh tinh nè. Đó, rồi con này là hiện tại nó là được trang bị cái tay lái trước. Đó, và nhiều anh em nói là tay lái trước xe mỏi đúng không? Thôi thế mình ngồi đây cho anh em ha, ngồi kiểu này thì ngồi kiểu chơi quá rồi ha. Đó, ngồi vậy luôn nè. Tay thì vẫn đặt đây thôi. Đó, làm thì là kéo lên vậy, xuống vậy ra đó. Nói chung là cũng theo mình thấy thì thoải mái chứ không mỏi ha. Đó, giá con này cũng mềm ha. Mà anh em cứ theo dõi clip thì một tí nữa mình sẽ có báo giá cho anh em của cái con này. Đó, và con này được trang bị thêm cái gọi là cái ga tự động. Giống như là này bên Nhật người ta xài cho nên là người ta mới gắn thêm, chứ còn con này nguyên bản thì hồi giờ mình bán xe này nhiều nguyên bản là nó không có nha anh em. Đây là cái nút này. Thì cái nút này nó công tắc y như cái công tắc kèn đó anh em. Bấm vô là nó tự sẽ tự trả ga về nè anh em nghe nha. Đó. Lên lại nè. Đó. Bấm là tắt. Lên lại đó. Và người ta có gắn một cái đèn theo dõi ở đây nè. Đó, khi mình bấm vào nó sẽ sáng đèn ha. Đó, đèn thấy không? Đó, bây giờ mình lên ga to tí cho anh em dễ cảm nhận ga to nè ha. Sáng đèn là về ga nhỏ nè. Đó. Rồi. Quá là ok luôn. Rồi thì bây giờ hoạt động cũng xong rồi, giờ anh em theo mình ha, xuống cái khoang động cơ ha. Xem cái động cơ của nó hoạt động nãy giờ. Thì hồi nãy camera cũng có cho anh em xem cái khoang động cơ lúc nãy mình đang gạt đất rồi ha. Thì mà bây giờ xem cái ở mức gang tay của nó ha. Đó. Đây, động cơ Isuzu 4RA1 nha anh em. Đó. Ở trong là heo quét rồi là dinh hết nha anh em. Máy này dinh nha. Có làm cái gì hết. Đó, nắp dừa cò. Ô nè. Lóc ở dưới cặp te. Ô à. Nhìn cái bô còn màu nha. Cái bô còn màu. Còn đây là cái bơm. Cái bơm của nó là rất là rõ, hiện rất rõ lên luôn. Nó thật chứ cái bô này mà làm thì không thể nào mà không biết được hết anh em. Nhìn vô là từ cái con chỉnh áp nè, con này là con chỉnh áp nè. Đó, con này là cái con mở cái ruột bơm ra nè. Còn cái này là bơm một con. Đó, phía trên cái bơm thì đây là thùng dầu ha. Bô gió đặt ở đây và lấy gió, chỗ lấy gió rất là cao nha anh em. Đó, lấy gió là ngang mặt mình ha. Rất là cao, không sợ ngập nước gì hết á. Rồi phía này là két nước và két nhớt. Còn rất đẹp và rất khô ha. Két nhớt anh em nhìn vô không? Khô queo à. Đó, nhìn cái sơn này nó bóng nè. Đó. Đây lọc dầu và phía trong cái là lọc hồ thủy lực. Và thùng thủy lực thì nằm phía trước nữa anh em. Đó. Isuzu. À đây. Cái này là cái bộ ga tự động nè anh em. Đây là cái bộ ga tự động hồi nãy ha. Kéo ga thì trực tiếp kéo đây luôn được. Bô nè. Bô rang. Đó, con này thì 025 lít tròn và được gắn thêm hai cái đối trọng lớn ở đây nha. Rất là dày. Nửa sau xe ha, và xung quanh con này á thì tất cả hiện tại nó là đều bằng sắt. Sắt thép nha anh em. Còn ở dưới đây là rất là dày luôn. Nói về chuyện móp thì dưới đây không thể nào móp được. Và ở trên đây là được bảo vệ bằng những miếng sắt rất dày luôn ha. Đó. Cần dài 6m, cần thẳng ha. Và có sẵn đường búa cho anh em ha. Đây đã bích sẵn hai cái đầu ở dưới đây nè anh em. Đó, anh em nào xài thì gắn thêm cái chân đạp thủy lực. Và đi đi cái ống này ra ngoài cần là sẽ thành đường búa liền anh em ha. Rất là xịn sò. Ti rất lớn. Ti lớn 55 với 45 á, nhiều khi đứng nhìn nó ngang nhau nhưng mà thật ra là những cái ti nè anh em. Ti đứng là ti gầu, ti am là nó lớn hơn hết. Con này thì anh em thấy nguyên bản nó là đang xài cái gầu cát này ha. Nhưng mà nãy như anh em thấy múc ở bên kia hơi bị ngọt luôn ha, gầu cát không răng. Bề ngang to nha, bề ngang này phải là
80-90 nha. Mình nghe người ta 80-90. Nó rất là to. Mà múc anh em nhìn múc rất là ngọt ngào ha. Cái này mà anh em bỏ cái gầu đào chừng 60 vô, 55-60 vô anh em múc vi vu là đúng cái quy chuẩn con này ha. Rồi bề ngang lam thì 2m, ti lam 2 ti. Và anh em nhìn vô cái dàn chân của nó kìa. Đó, long lanh ha. Đó, và đây là cái tem của nó nè. IHI là 55 URI nha anh em. Rồi con này thì được trang bị hiện tại là xích cao su nha. Nhìn chân khá là đẹp ha. Đùi lớn, bánh răng cũng còn đẹp luôn. Hiện tại xích cao su, và anh em nào muốn thay thế xích sắt hoặc là xích sắt rút gì đó và muốn quan tâm hơn về cái giá của nó thì sẽ liên hệ bên mình ha, để có được những cái giá tốt nhất về con này. Con này thì hiện tại có cabin luôn, làm mọi điều kiện thời tiết luôn ha, cỡ nào cũng làm được nha anh em. Rồi trước khi báo giá cho anh em cái giá tham khảo này ha, thì nghe lại cái tiếng động cơ lại một cái ha, và xem xung quanh xe một cái thì mình sẽ báo giá cho anh em ha. Đó, tiếng máy nổ khá là êm nha anh em, rất êm luôn. Đây nẹt ga vào đây ông vô ha. Động cơ của IHI 55 URI nha anh em, khô rang ha. Rồi bây giờ xem một vòng lại ha, đóng cabin lại cho anh em ngắm nhìn cái nữa ha. Đó, cần cứng ha, 025, bề ngang 2m, cabin có đường búa chờ, và động cơ máy bơm vào hoạt động thì anh em cũng đã xem rồi ha. Thì đây mình xin báo giá nó luôn đến anh em là như tình trạng hiện tại là giá dưới 350 triệu nha anh em. Dưới 350 triệu cái giá quá chi là mềm cho những cái con xe mà hoạt động ngon vậy ha. Cần dài 6m anh em làm hoạt động nó không thua kém gì 03 luôn ha. Nếu mà so với cần 03 thì hình như là bằng, hoặc là chỉ cần nó chỉ ngắn hơn khoảng tầm 1 tấc, 4 tấc hả, tầm 4 tấc thôi đó, trong khoảng tầm đó ha. Đó thì xin gửi đến em là con xe này ha, IHI 55 URI. Và nếu anh em còn thắc mắc hay là có những gì cần để mà cần giải đáp á, thì cứ liên hệ lại với tổng đài bên mình ha, 0903823427, để mà được tư vấn và chọn những con xe nào phù hợp để về làm anh em, rồi giải đáp mọi thắc mắc của anh em. Rồi cảm ơn anh em.